dân ca múa hát chọn lọc đặc sắc, sáng tác Nguyễn Ngọc Trác, xã Liên Sơn. Biên đạo chương trình Kim Oanh, thị trấn Cao Thượng, biểu diễn Hội Người Cao Tuổi, khu chợ thị trấn Cao Thượng. Tuổi cao tiếng ngát càng cao, các cụ khu chợ thắm bao nghĩa tình. Hội làng, hội chùa, hội đình, hội phường, hội phố, hết mình góp đi vui. Mở đầu chương trình bài ca chọn lọc cầu tài. Thank you.
em bên nhau cười thân dòng đi quay ra còn lưu luyến bao tình quê. Hey.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỗi người
Thank you.
cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ Hương Cao Chuẩn thể hiện. Sau đây điệu múa bắt đầu. Và đặt ách đô hộ lên đất nước ta, bọn chúng đàn áp bóc lột nhân dân ta rất dã man, dân ta rơi vào cảnh lầm than đầu rơi máu chảy. Quận Giao Chỉ, hắn là một viên tướng vô cùng tàn ác, khiến cho dân ta càng thêm lầm than cơ cực. Hắn đã giết ông Thi Sách là chồng bà Trưng Chắc để đền nợ nước trả thù nhà. Mùa xuân năm 40, bà Trưng Chắc cùng em là Trưng Nhị đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Trước ba quân tướng sĩ bà đã thề: một, xin rửa sạch nước thù. Xin thề. Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Xin thề. Ba, kẻo oan ức lòng chồng. Xin thề. Bốn, xin vẹn vẹn sở công lanh lành. Xin thề. Quần thâm áo vải, tay kiếm tay dao, trước một cờ khởi nghĩa của hai bà thề một lòng quyết tử giết giặc giữ nước.
Trưng quê ở Châu Phong, giận quân tàn bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ lương tử tay quyền tướng quân. Hồng quần nhẹ bước chinh yên, dẹp ngay Tô Định giữ yên biên thủy. Thank you.
tôi các bạn vui hát như ngày như mãi người nào để ôi lòng mãi anh chị hát cố gắng tình quê là điều chúng ta quán họ yêu đời tan ngồi về trong lòng rồi nỗi Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy.